Anh nhờ cho em hỏi một con chim thi thời điểm thi đạt nhất thường được mấy tháng bởi anh? À, thông thường thì nó sẽ có hai cái vấn đề thế này. Những con chim mà để nó chim thi mà ổn định, đấy, chim thi ổn định được bao nhiêu năm, thì một con chim mọc rừng, em phải nói là một con chim mọc rừng nhé, chứ em không nói chim AV. Tại vì con chim AV thì nó có môn hình vạn trạng, đấy, người ta nuôi 3-4 năm cho AV cũng có, nuôi 1 năm cho AV cũng có. Thế này em không có nói tới vấn đề AV. AV thì con chim nó vô vàn lắm. Nhưng mà em nói một con chim mọc rừng ấy, các bác đưa về và con chim tố chất để đi thi, cứng cáp, ổn định, thì nó phải bắt đầu sang mùa 3. Đấy, đó là con mọc rừng nhá. Và cái thứ hai nữa, vậy thì thời điểm 1 năm của con chim thay lông ổn định nhất, đó là bắt đầu ra Tết lập xuân, là con chim bắt đầu ổn định. Tại vì sao? Tại vì những con chim mà thông thường thì nó thay lông đó là mùa đông. Thay lông là mùa bắt đầu mùa đông. À, bắt đầu từ tháng 8. Có con sớm là tháng 7 bắt đầu nó thay, đó là thời điểm thay lông chuẩn nhất của con chim rừng. Đấy, thì khi thay lông xong bắt đầu con chim sang tháng 11 thứ 2, đó là mùa đông, thì con chim nó đã đầy đủ bộ lông để nó giữ ấm. Đó là nguyên tắc của dòng mào. Đúng rồi, tuy nhiên. Thế nhưng mà để mà chơi ổn định nhất thì bắt đầu con chim ra Tết. Ra Tết là con chim thi bắt đầu chơi ổn định. Tại vì khi bắt đầu ra Tết lập xuân, thời tiết nắng ấm lên thì con chim nó mới đúng là mùa lửa. Và đây cũng ngoài rừng cũng là cái mùa sinh sản của các tất cả các dòng chim dòng mào. Bắt gặp bắt đầu sinh sản và con chim bắt đầu ngoài rừng nó có căng lửa, thì con chim trong lồng nó cũng như vậy. Nhưng mà cái độ lửa của con chim mình nuôi thì bao giờ nó cũng căng hơn chim ngoài rừng. Đó là về nguyên tắc, là vì mình chăm sóc, mình cho ăn mồi tươi, mình chăm chế độ, thì cái độ lửa của con chim mình nuôi bao giờ nó cũng căng hơn, tốt hơn cái độ lửa của ngoài rừng, các bác nhá. Đấy, cho nên là con chim mà một năm mà khi độ lửa ổn định nhất đó là ra Tết, con chim đó là vào cái mùa lửa con chim, kể cả khi mình nuôi cũng như là con chim ngoài rừng nó đều có giống nhau, nó chỉ khác nhau về cái độ lửa thôi, các bác nhá. Đấy, thì nói chung là thông thường thì con chim mình đi thi thì cũng khoảng 1 năm 12 tháng. Thì thông thường thì con chim thay lông mất là từ 3 tháng tới 3 tháng rưỡi. Có con chậm là tới 4 tháng. Đúng không ạ? Đó là mùa lông. Mùa lông xong thì các bác nuôi lông xong thì các bác chăm lửa phải tầm mất cả tháng. Đúng không ạ? Thì các bác cũng phải là tầm 4-5 tháng. Thì từ 4 tháng tới khi thay lông xong và vào lửa thì cũng phải là tệ nhất thì khoảng 4 tháng rưỡi. Tầm đấy. Thế thì các bác thì ổn định thì nhớ một con chim ổn định thì các bác chỉ cho được khoảng chừng 8 tháng chứ mấy. Tầm đấy thôi. 8 tháng thì các bác thi. Anh nói về chim hợp và không hợp cám đi anh. Vâng, bác Ngô Vinh. À, cái vấn đề cám bã thì em nói thế này, nó sẽ có hai cái vấn đề, đó là giữa hợp cám và hợp cám. Thế thì anh em nên hiểu rằng thì cái vấn đề mà hợp cám ấy thì đó là chú chim đi phân ổn định. À, mức độ gọi là uống nước bình thường. Nhưng mà cái vấn đề không hợp cám đó là gì? Không hợp cám đó là chú chim bị không phải đau bụng nhưng vẫn đi ngoài. Tức là cái nồng độ cám có thể là nồng độ đạm nhiều quá, hoặc là chú chim đó không hợp cám là chú chim nó ăn vào nó không có hấp thụ được và nó tự đào thải ra ngoài, tức là nó sẽ đi phân sống, các bác nhá. Và nó uống nước thì nói chung là có nhìn như bình thường chứ nó không có như kiểu là đau bụng. Đấy, đó là chú chim không hợp cám. Thì tất nhiên có những chú chim mà khi anh em đổi cám qua thì mới đầu thì con chim có thể lạ và nó vẫn đi phân sống bình thường, nhưng khoảng chừng một thời gian sau anh em điều trị qua cái vấn đề mà nó sẽ quen về cám dần dần thì nó sẽ đi phân khô lại, anh em nhá. Nó có rất nhiều cách để mà mình nhận biết một con chim khi mà hấp thụ cám mới. Công Phạm Mộc, bao nhiêu thời gian chơi được anh? Dạ, nó tùy con, có con nhanh cũng có con chậm. Đấy, tùy vùng miền nữa, tùy vùng miền. Thế còn có những con chim thì các bác nuôi 7-8 tháng để có thể cà phê nhẹ được. Những con chim ngoài Bắc, những con chim Quảng Nam ấy thì nó chậm hơn, phải nuôi từ một mùa đổ lên cơ. Đấy, nhưng mà có một số anh em hay quảng cáo chim 5-3 tháng đấu giàn để thi, thì em cuộc đời em gọt rất là nhiều mộc nhưng mà em chưa thấy. Em có thật luôn đấy, không có con chim mộc nào mà 5-3 tháng ra giàn đánh ầm ầm, không có đâu, đừng nói phép. Chẳng qua những con mộc đó là nuôi AV ấy, nuôi cho AV sau rồi các bác nuôi cả năm trong đấy, sau rồi các bác sang lồng các bác chăm sóc thì có những con nó bực nên nó chơi 5-3 tháng thì có, chứ còn nó con mộc rừng mà 5-3 tháng thì chơi thì không có đâu, đừng có nó bậy bạ. Khi nào tẩy giun sán cho chim là hợp lý với anh? À, nói chung là cái vấn đề giun sán thì một số anh em mà chơi thì nó anh em hay quan trọng vào vấn đề giun sán. Thì em nói thật với các bác này, không dễ gì mà con chim chào màu mà nó bị giun sán. Đó là em nói thật, không dễ gì đâu. Tại vì dòng chào màu nó hệ ruột thẳng.
Những con chim mà bị giun sáo là gì? Những con chim mà gầy còm, ốm yếu, ăn không tiêu. Đấy là những con nó bị giun sáo, nhưng mà hầu như là hiếm gặp lắm. Chim em nuôi cả 3 năm em còn chẳng thèm sổ giun, em thật. Em nuôi con chim cả 3 năm ấy, chim mọc đồng hoàng nuôi mọc lên ấy. Em nuôi cả 3 năm mà nhà em nuôi chim cào cào thường xuyên, ăn đầy rọ luôn, cho em còn chả bây giờ em sổ giun, em thật. Có cái thế này này, có nhiều anh em kỹ tính ấy, thì sổ giun thì nó càng tốt. Đấy, chứ còn bảo mà không sổ thì không phải, tất nhiên sổ giun thì nó sẽ tốt hơn. Thế nhưng mà với em thì em không quan tâm vấn đề đấy, cái quan tâm là cái quan tâm mình quan tâm tới tố chất, bản lĩnh của con chim và cái cách chăm sóc của con chim đều tay để giữ lửa ổn định. Đấy, chứ còn cái vấn đề mà sổ giun thì đối với em thì nó cũng không có quan trọng lắm. Nhưng cái này nó tùy thuộc vào khẩu vị của mỗi anh em, không ai giống ai cả. Đấy. Bị sâu lông khắc phục, có những con chim này thì khi sâu lông á, các bác muốn chữa về sâu lông ấy, tức là con chim nó phải thay lông cơ. Các bác chăm mà muốn chữa thì phải là khi con chim thay lông thì các bác mới điều trị được. Đó thứ nhất. Thứ hai nữa là trong quá trình con chim thay lông ấy thì con chim bác phải chăm mồi tươi tốt, cũng như là các bác nên mua cái chai thuốc OBV của dược phẩm ấy. Thuốc tím ấy, cái loại mà diệt trùng ấy mà bên triệt trùng thương hoại hay dùng ấy, có 17.000 thôi, 15.000 thì phải. À, các bác nhỏ một vài giọt cho nó tắm nhá, nó sẽ hỗ trợ. Anh chỉ cách khắc phục chim suy nhiều mùa, những con chim mà nó suy nhiều năm ấy, con chim mà lớn tuổi ấy, thì các bác bắt buộc phải tới mùa thay lông, các bác mới có cái điểm mốc để có chăm sóc được. Chứ còn trong thời gian mà con chim nó chưa thay lông thì nó rất là khó nhá. Chim rụng lông hết lông cánh có đi thi học được không em? Nếu mà rụng lông cánh thì cái này nó rất là nhạy cảm. Có một số anh em gọi là lông cánh thì rụng rất là quá nhiều, nhưng mà nó vẫn đỡ hơn. Có nhiều anh em là có, anh đã từng đi chấm thi á, là có những chim mà bị cắn đuôi, sau đó họ cắt cụt đuôi luôn. Đấy, về nguyên tắc ấy, về nguyên tắc là những con chim đấy thì không được tham gia thi đấu. Đó là về nguyên tắc, tại vì nó thiếu bộ về thân thể. Đấy, con chim nó bị lỗi và thiếu quá nhiều về chi tiết. Đấy, cho nên là ví dụ như giải giao lưu rồi 100,000-200,000 và thì vẫn có thể là cho thi được, nhưng mà đã đấu trường là không được, vì chú chim nó cụt đuôi, không thể thi đấu được. Đình văn thế nhá, bộ già nhát khó thuần thì cứ để vậy chơi thôi anh nhỉ? Đúng rồi, là bác Sơn Phạm, chính xác. Các bác, con chim nó nhát khác mà nó thuần lồng khác. Đấy, những con bộ già thì con chim nào thấy người cũng phải sợ, nó phải tung. Đấy, nhưng mà những con chim các bác đi mua chim ấy thì các bác nên mua những con chim nó còn tung lồng, thì tức là con chim đấy nó còn nước đánh và có chiều sâu, và con chim nó còn trổ nước thêm. Chứ còn những con chim mà nó bạo lồng quá thì anh em cũng hạn chế mua, anh em nhé, hạn chế mua. Tất nhiên thì không phải là con nào cũng vậy cả, thế nhưng mà những con chim mà đứng lồng nó bạo quá thì anh em phải xem xét nhé. Chim đang ra lồng không nên tắm, đúng không? Không phải là không nên tắm, nhưng mình hạn chế, tức là mình không có ép. Bác Ngô Văn Minh nhá, không, mình không ép, tức là nó tắm thì được mà không tắm cũng không sao. Có nhiều nhâm chim lông mà ép quá thì nó dễ bị ho và sức đề kháng nó xuống. Idol hướng dẫn cách chăm chim có nết đấu hót ở nhà không? Cái này là bản chất của con chim, để mà thay đổi tính nết thì rất là khó. Bắt cuộc sống xanh nhá. Cho nên anh em mà chăm con chim hay là tuyển chim ấy thì anh em phải lên ý những con chim mà chim tơ má lỡ thì nó hay đấu, có cái nết đấu ở nhà đấy, tại vì những con chim này nó hay chăm chỗ. À, nhưng mà những con chim bộ già rừng thì nó cũng có, nhưng mà ít hơn. À, cho nên những con cái này là nó thuộc về tính nết của con chim, chứ không thể một con chim nào mà cá nhân mình nuôi và mình thay đổi tính nết của nó, rất là khó, tại vì nó là loài động vật. Cho nên giang sơn thì khó đổi và bản tính khó rời nhé.